2 của công ty Blue Ocean DT. 3 vấn đề lớn của thị trường bất động sản hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu cho biết, thị trường bất động sản hiện nay vẫn tồn tại 3 vấn đề lớn cần cải thiện trong thời gian tới. Trong bản tin ngày hôm nay, hãy cùng Blue Ocean DT phân tích về 3 vấn đề lớn này nhé. Trong báo cáo đánh giá thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu cho biết, thị trường 9 tháng đầu năm đã có dấu hiệu dần hồi phục, trong đó điểm sáng là thị trường bất động sản công nghiệp và thị trường bất động sản logistics. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Theo ông Châu, vấn đề đầu tiên là giá nhà hiện quá cao, đã tăng liên tục trong 5 năm gần đây. Giá nhà bình dân khoảng 2 tỷ đồng trở lại dưới 30 triệu đồng một mét vuông cũng đã cao hơn khoảng 20 lần mức thu nhập trung bình của xã hội. Nếu so sánh tại các nước công nghiệp phát triển, giá nhà này cao gấp khoảng 6 đến 7 lần mức thu nhập. Nên người có thu nhập trung bình, có thu nhập thấp đô thị, công nhân lao động và người nhập cư khó có cơ hội tạo lập nhà nếu nhà nước không có chính sách hỗ trợ. Đáng chú ý, từ năm 2019 đến nay cũng đã xuất hiện dự án và căn hộ bất động sản siêu sang với giá giao bán lên đến trên dưới 500 triệu đồng một mét vuông, cá biệt có mức giá đến 1 tỷ đồng một mét vuông. Hiện nay, tuy thị trường bất động sản đã có dấu hiệu giảm tốc, chậm lại, trầm lắng, giao dịch nhà đất sụt giảm trên dưới 50% tùy theo dự án và tùy theo khu vực, nhưng giá nhà đất vẫn còn neo giữ mức giá cao. Do doanh nghiệp và cả nhà đầu tư có tâm lý kỳ vọng, thị trường sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm, ông Châu nhận định. Ngoài vấn đề giá nhà liên tục tăng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra tồn tại tiếp theo của thị trường bất động sản hiện nay, đó là việc giới đầu nậu cò đất, doanh nghiệp bất lương, đầu cơ làm giá, thổi giá tạo ra các đợt sốt giá ảo đất nền, đất nông nghiệp. Tình trạng này tác động xấu đến sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Vấn đề thứ ba đó là thị trường đã xuất hiện dấu hiệu lệch pha tín dụng về phân khúc nhà ở cao cấp. Cụ thể, tổng giá trị cần huy động vốn của các dự án nhà ở thương mại 9 tháng đầu năm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đến 103.780 tỷ đồng, tăng đến 653,5% và cao hơn 6,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, 15.880 tỷ đồng. Trong đó, giá trị cần huy động vốn của phân khúc nhà ở cao cấp chiếm khoảng 80,2%, tức 83.231 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại thường cho vay khoảng 60-70%, tương đương một lượng vốn tín dụng khoảng từ 49.938 đến 58.261 tỷ đồng sẽ chảy vào phân khúc nhà ở cao cấp, tạo ra câu chuyện lệch pha rất lớn. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin kinh doanh bất động sản ngày hôm nay. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe kênh YouTube của Blue Ocean DT nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bản tin tiếp theo.